Những ngày này, gia đình thanh niên Vũ Nhật Trường ở phố Tân Long 1, phường Hàm Rồng luôn rộn vang tiếng cười. Các ban ngành đoàn thể địa phương, anh em họ hàng, bà con lối xóm đến chung vui và động viên Trường chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Được biết Trường là con út trong gia đình. Năm 2023, em cũng đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, nhưng không may bị tai nạn giao thông nên đành phải tạm gác lại ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của người lính và tiếp tục theo học ở trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. Năm 2024, để thực hiện ước mơ của mình, Vũ Nhật Trường tiếp tục tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Được trúng tuyển nhiệm vụ lần này thì em cảm thấy rất là vui mừng. Thì gia đình em xin hứa là sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước đường lối của Đảng. Năm 2024, thành phố Thanh Hóa có 175 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Mỗi thanh niên với hoàn cảnh khác nhau, nhưng tự chung lại, họ đều háo hức chờ đợi đến ngày diễn ra lễ giao nhận quân để được đứng trong hàng ngũ của quân đội. Khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì tôi và gia đình rất phấn khởi ạ, rất vui mừng ạ. Khi vào trong đơn vị thì tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà đơn vị đề ra, sẽ trở thành một người công dân có ích cho đất nước ạ. Trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự, các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, làm tốt công tác hậu phương quân sự, kịp thời động viên để các tân binh yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ, phục vụ cho Tổ quốc. Thực hiện nghị quyết số 21 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng đảng, đảng ủy các phường xã, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới cho từng đối tượng. Sau khi có kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Ban Thường vụ Thành ủy giao trách nhiệm cho Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố và các phường xã mở được 3 lớp bồi dưỡng về nhận thức đảng cho thanh niên. Trong đó có 175 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Chúng tôi có 18 thanh niên tham gia khám tuyển tại thành phố, thì có tới 10 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Và đến giờ phút này thì rất vinh dự cho phường là có 6 tân binh nhập ngũ đợt này. Trong đó thì thực hiện cái kế hoạch của Thành ủy thành phố Thanh Hóa về việc nâng cao cái bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên nhập ngũ vào quân đội, thì Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự và tập trung cái phát triển đảng cho đảng viên. Thì trong số 10 thanh niên trúng tuyển thì Đảng ủy đã tổ chức gặp gỡ và vận động 8 đoàn viên thanh niên tham gia học lớp cảm tình đảng. Và đến bây giờ thì chúng tôi đã tổ chức kết nạp được 5 trên 6 đoàn viên thanh niên đứng vào hàng ngũ Hồng Đảng và vào hàng ngũ của Đảng. Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, các phường xã đã lựa chọn được 87 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, được kết nạp đảng nhân dịp mùng 3 tháng 2. Có được kết quả đó, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường xã đã vào cuộc, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan, giáo dục truyền thống lịch sử quê hương, tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện luật, để đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc. Trung đoàn chúng tôi là Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, hiện tại là đang đóng quân trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Khi chúng tôi nhận được kế hoạch của Bộ là lấy quân trên thành phố Thanh Hóa thì chúng tôi có tìm hiểu và lắm bắt qua về chất lượng chính trị của những công dân nhập ngũ ở đây. Thì qua lắm bắt ban đầu thì 100% công dân khi nhập ngũ ở các đơn vị trong toàn quân đều hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, chứng tỏ đây là một địa phương giàu truyền thống cách mạng. Đặc biệt là chúng tôi nhận quân ở đây là 61 đồng chí, thì hiện tại qua lắm bắt sơ bộ ban đầu là 20 đồng chí đã được kết nạp đảng trước khi nhập ngũ. Và với chất lượng trị như vậy thì đơn vị chúng tôi là vô cùng tin tưởng với lực lượng là công dân của thành phố Thanh Hóa sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân lần này. Một mùa xuân mới đã về với truyền thống yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tin rằng các thanh niên quê hương thành phố Thanh Hóa lên đường nhập ngũ trong mùa xuân này sẽ chân cứng đá mềm để chắc tay súng, giữ vững chủ quyền và bình yên từng vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.